Chào mừng bạn đến với cuốn sách Nghệ thuật quản lý tài chính cá nhân Tác giả Brian Tracy Người thực hiện Tuyền Trần Lời tựa Những cuộc vấn đáp sôi nổi Brian Tracy là một trong những chuyên gia diễn giả hàng đầu trên thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh và thành công cá nhân. Đến nay, ông đã tham gia diễn thuyết hơn 5.000 buổi nói chuyện và hội thảo, phục vụ hơn 5 triệu người, và là một huấn luyện viên kinh doanh bậc thầy cho những lãnh đạo hàng đầu trong các ngành công nghiệp mũi nhọn trên khắp thế giới. Cùng với Brian Tracy, tác giả Giang Stutel cũng là một người rất giàu kinh nghiệm với hơn 25 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực phát triển con người. Ông đã cho ra đời nhiều chương trình phát thanh được coi là thành công nhất trong lịch sử. Bên cạnh đó, Ông còn cộng tác và gắn bó với hầu hết các tác giả và diễn giả hàng đầu về lĩnh vực phát triển cá nhân. Giang rất phấn khích khi Berrien đồng ý cùng ông ngồi xuống và thảo luận về một chủ đề mà Berrien cũng quan tâm, khoa học về tiền bạc, khoa học về hạnh phúc. Cuộc gặp gỡ trao đổi giữa Giang và Berrien thường diễn ra vào cuối tuần. Chính vì thế, cả hai người đều sắp xếp được nhiều thời gian hơn để có thể khám phá chủ đề này một cách sâu sắc và bao quát hơn những cuộc trò chuyện có chiều sâu giữa hai người đã được ghi âm và trình bày trong cuốn sách chúng tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích và thu thập được nhiều lợi ích từ những cuộc thảo luận sôi nổi của họ lời giới thiệu gian strutzel tiền bạc là một trong những chủ đề nhạy cảm đáng suy ngẫm và gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều nhất trên thế giới vô số sách báo bài đăng trên blog cũng như diễn văn đề cập đến vấn đề tiền là gì cách thức kiếm tiền cách tiêu tiền ai là người có tiền và ai là người không có tiền cùng hàng loạt nội dung liên quan khác nhưng bất chấp mối quan tâm không giúp dành cho chủ đề này vẫn chỉ có một từ để diễn tả quan điểm thông thường của mọi người về tiền mơ hồ mặc dù nhiều công trình nghiên cứu vô cùng to lớn về chủ đề này đã được công bố rộng rãi vẫn còn rất nhiều thông tin sai lệch về tiền chúng ta có thể gọi là tiếng ồn trắng trong lĩnh vực tài chính đến nỗi mọi người có xu hướng hoặc trông chờ vào vận may hoặc cố tình phớt lờ toàn bộ chủ đề đó. Tình trạng này không chỉ vô nghĩa mà còn là một bi kịch. Nó là bi kịch bởi tiềm năng nhân loại sẽ không được khai phá khi con người phó mặc cuộc sống của họ cho may rủi, hoặc tệ hơn, dần từ bỏ ước mơ của chính mình. Nó cực kỳ vô nghĩa vì các bí mật về tiền bạc, cách thức kiếm tiền phương pháp đầu tư và phương án chi tiêu khôn ngoan đều đã được biết đến. Tiền bạc liên tục được đưa ra tương tự như chúng ta công bố nhiều học thuyết mới về cách chữa bệnh ung thư hay hói đầu thì cơ sở ngành cũng như các quy tắc kiểm nghiệm kết quả sẽ ngay lập tức chuyển những ý tưởng mới từ khu vực lý thuyết vào một trong hai phạm trù sau, thứ nhất, sự thực có thể xác minh mà Berrien gọi là quy luật và thứ hai, một quan điểm bị bác bỏ mà Berrien gọi là nhầm tưởng. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ xem xét cả hai phạm trù này, quy luật về tiền bạc. Đây là những quy luật đã được chứng minh và có độ tin cậy cao như việc bạn luôn tin rằng mặt trời mọc ở phía đông và nhầm tưởng về tiền bạc. Những nhầm tưởng về tiền bạc có thể bao gồm những quan niệm vô căn cứ, nhưng tồn tại như những tin đồn, và những quan niệm được cho là đúng, nhưng lại được chứng minh là hoàn toàn sai, hoặc tệ hơn, chưa bao giờ được kiểm nghiệm. Tóm lại, ở đây chúng ta có một mục đích trọng tâm cần phải xử lý dứt điểm, chấm dứt tình trạng mơ hồ về chủ đề tiền bạc một lần và mãi mãi, đồng thời trình bày đầy đủ nhất những sự thật căn bản về tiền. Nếu bạn tìm hiểu những ý tưởng được đề cập trong cuốn sách này đồng thời áp dụng vào cuộc sống và công việc kinh doanh, bạn chắc chắn sẽ gặp hái được thành công tài chính, mức độ đảm bảo sẽ như mặt trời luôn mọc mỗi ban mai. Một định nghĩa đồng tiền trong bất kỳ bộ môn khoa học nào. Chúng ta đều phải giải nghĩa thuật ngữ chuyên ngành để chắc chắn rằng chúng ta cùng đồng thuận về chủ đề mà mình đang nghiên cứu và về các nguyên tắc nền tảng được sử dụng để kiểm nghiệm mọi học thuyết xoay quanh chủ đề đó. Theo phần thảo luận này, Berriën sẽ giúp chúng ta định nghĩa các thuật ngữ về chủ đề tiền bạc. Một số quan điểm của ông ấy có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Giang, Berriën ơi, hãy bắt đầu bằng cách định nghĩa thế nào là khoa học về tiền bạc và cách người ta nghiên loại phát triển? quá trình hàng đổi hàng trở nên rất bất tiện. Người ta thấy rằng họ có thể trao cứu về tiền từ trước đến nay. Hãy xem công trình nghiên cứu này đưa ra nhiều quy luật vững chắc và đáng tin cậy về cách kiếm tiền và tạo ra đồng tiền như thế nào, cũng như phủ nhận nhiều học thuyết đầu cơ và ảo tưởng ra sao. Berrien, nếu anh muốn biết tường tận đến từng ngóc ngách về chủ đề này, anh nên bắt đầu từ quy luật thứ nhất, quy luật trao đổi. Quy luật này phát biểu rằng tiền là phương tiện trung gian mà thông qua nó, mọi người trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Họ trao đổi công sức lao động được truyền tải qua hàng hóa và dịch vụ để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ của người khác. Tiền là phương tiện trung gian để trao đổi sức lao động. Trước khi xuất hiện tiền, chỉ có hàng đổi hàng. Quá trình này diễn ra cách đây 100.000 năm, khi người ta chế tạo được mũi giáo gắn đá đánh lửa, hoặc xong nồi, rồi đem đổi lấy đồ vật khác như là thảm hoặc da trong hoạt động hàng đổi hàng, mọi người trực tiếp trao đổi hàng hóa và dịch vụ với nhau mà không sử dụng phương tiện trung gian là tiền. Về sau, khi nền văn minh của nhân đổi hàng hóa và dịch vụ với nhau thông qua một phương tiện trung gian như vàng, bạc, đồng xu, vỏ ốc hay đồng amun thời sơ khai ở Mỹ thứ gì đó thật khang hiếm và có giá trị, người ta đặt ra đồng xu hoặc thứ gì đó có giá trị mà họ có thể dùng để đổi lấy gà, dê hay thứ gì khác. Nhờ thế, toàn bộ quá trình trao đổi trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Một loại tiền của thổ dân da đỏ Bắc Mỹ, được làm từ vỏ sò, đánh bóng và sâu lại thành dây đeo. Đó là khởi đầu của tiền, và vẫn quyết định ý nghĩa của tiền tệ thời nay, dù mọi người còn rất mơ hồ về nó. Đồng tiền giúp toàn bộ quá trình trao đổi trở nên hiệu quả hơn. Ngày nay, chúng ta đi làm và đổi sức lao động để lấy tiền, thứ mà sau đó chúng ta lại dùng để mua sản phẩm đến từ sức lao động của người khác. Về cơ bản, tiền là phương tiện trung gian mà qua nó, chúng ta đổi sức lao động của mình để lấy sức lao động của người khác. Hệ quả đầu tiên được rút ra từ quy luật trao đổi, tiền là thước đo giá trị mà con người gán cho hàng hóa và dịch vụ. Nó chỉ là thứ quyết định giá trị của hàng hóa và dịch vụ mà một người sẽ bỏ ra. Vật chất không tự thân có giá trị mà giá trị của nó chỉ là thứ mà ai đó sẵn sàng trả để sở hữu nó anh không thể nói rằng sản phẩm hay dịch vụ của anh có giá trị ứng với một số tiền nào đó trừ khi ai khác công nhận bằng cách thực sự thanh toán cho anh khoản tiền đó hàng hóa và dịch vụ có giá trị phụ thuộc vào người sẵn sàng chi trả để mua chúng do đó tất cả các giá trị gán cho hàng hóa hay dịch vụ đều mang tính chủ quan đây chính là nền tảng tư tưởng kinh tế học áo trường phái sáng suốt nhất và hữu ích nhất trong lịch sử nhân loại. Nó được thiết lập dựa trên tư duy, cảm xúc, thái độ và quan điểm của khách hàng tiềm năng tại thời điểm ra quyết định mua. Hệ quả thứ hai được rút ra từ quy luật trao đổi phát biểu rằng, sức lao động của anh được người khác xem như một yếu tố trong quá trình sản xuất, tức là như một khoản chi phí bỏ ra để tạo nên thành phẩm. Hệ quả này đã đập tan gần như tất cả các tranh luận kinh tế về việc liệu mọi người có nên được trả 15 đô la một giờ hay không. Loài người còn có tên là con người kinh tế. Cái tên này cho biết chúng ta luôn hành động theo hướng có lợi nhất về mặt kinh tế, chúng ta luôn cố gắng thu được nhiều nhất và bỏ ra ít nhất. Đây là đặc tính di truyền, nó đã có sẵn trong mã gen của chúng ta. Và trong lịch sử loài người, chưa bao giờ tồn tại một biến thể trái ngược với điều này. Chúng ta sẽ không bao giờ trả giá cao hơn nếu chúng ta có thể trả ít hơn. Con người kinh tế, homo economic hay economic man là khái niệm xuất hiện trong nhiều học thuyết kinh tế, trong đó miêu tả con người như những cá thể luôn duy lý và tư lợi, thường theo đuổi những kết quả tối ưu theo chủ quan của họ. Mỗi chúng ta đều có xu hướng coi sức lao động của mình là thứ gì đó rất đặc biệt, bởi vì nó mang màu sắc cá nhân rất rõ ràng nó sinh ra từ cơ thể của chính chúng ta nó là biểu hiện cho chúng ta với tư cách con người nó rất dễ khơi gợi sự xúc động thực vậy vì nó chính là cuộc sống của chúng ta tuy nhiên cho đến nay đối với những người khác thì sức lao động của chúng ta chỉ là một khoản phí với tư cách người tiêu dùng thông minh hay chủ doanh nghiệp hay khách hàng chúng ta đều muốn đạt được nhiều nhất nhưng bỏ ra ít nhất bất kể đó là sức lao động của ai điều này giải thích tại sao nhiều công ty đặt nhà máy sản xuất ở trung quốc đài loan việt nam hoặc indonesia bởi vì khách hàng mỹ không quan tâm đến việc sản phẩm được sản xuất tại đâu khách hàng chỉ quan tâm đến việc nhận được mức giá thấp nhất có thể người ta liên tục đề xuất giải pháp sử dụng nguồn lao động nước ngoài không phải các công ty mà khách hàng đang gây áp lực và đòi hỏi doanh nghiệp sử dụng nguồn lao động nước ngoài để hàng hóa và dịch vụ có thể được sản xuất với chi phí thấp hơn hầu hết các sản phẩm của Apple đều được sản xuất tại Trung Quốc. Tại sao vậy? Vì chi phí sản xuất tại các quốc gia phát triển hơn đắt cấp 3, 4 lần chi phí sản xuất tại Trung Quốc và khách hàng ở các nước phát triển sẽ không chấp nhận chi trả nhiều như vậy. Họ đòi hỏi, gián tiếp, rằng các công ty nên tận dụng nguồn nhân công giá rẻ nước ngoài để họ có thể nhận được nhiều lợi ích nhất nhưng bỏ ra ít nhất. Vì thế, chúng ta không thể tự gán một giá trị cho sức lao động của chính mình bằng cách phản kháng và đòi hỏi các khoản tăng hay tương tự như vậy. Chỉ những gì người khác sẵn sàng trả cho sức lao động của anh trong một thị trường cạnh tranh mới quyết định anh kiếm được bao nhiêu và anh đáng giá thế nào về mặt tài chính. Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề 99% so với 1% trong phần sau của cuốn sách hệ quả thứ ba được rút ra từ quy luật trao đổi cho biết số tiền anh kiếm được là thước đo giá trị mà người khác gán cho sự đóng góp của anh nói cách khác khách hàng trên thị trường là người quyết định những đóng góp của chúng ta đáng giá bao nhiêu khách hàng của doanh nghiệp mà chúng ta đang phục vụ mới là người quyết định chi trả bao nhiêu cho sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta đóng góp công sức trong quá trình sản xuất đây cũng là cơ sở quyết định chúng ta sẽ được chi trả bao nhiêu Chúng ta sẽ không được trả một khoản theo chủ quan của mình. Anh được trả bao nhiêu sẽ tương quan trực tiếp với số lượng và chất lượng đóng góp của anh trong quá trình sản xuất so với những đóng góp của người khác, kết hợp với giá trị mà người khác gán cho sự đóng góp của anh. Một điều mà tôi từng chia sẻ, đó là anh đang từng ngày từng giờ cạnh tranh với mọi cá nhân khác trong chính công ty của anh. Nhiều người sẽ thực sự nổi giận sau khi nghe được lời này, họ sẽ phản đối Chúng tôi không cạnh tranh với bất kỳ ai, tất cả chúng tôi đang làm việc cùng nhau như những thành viên trong một nhóm. Sự thật là, người quyết định mức lương của anh sẽ quyết định anh được trả bao nhiêu so với mức thù lao của những người khác. Đó là lý do tại sao hầu hết các công ty đều đặt quy tắc yêu cầu anh không thảo luận tiền lương với người khác, vì mức lương của anh phụ thuộc vào những gì công ty nghĩ anh xứng đáng được hưởng so với những người khác. Hệ quả thứ tư được rút ra từ quy luật trao đổi cho thấy, tiền là kết quả, chứ không phải nguyên nhân. Sức lao động hay mức đóng góp của anh cho giá trị của một sản phẩm hay dịch vụ là nguyên nhân, còn tiền công, mức lương hay thu nhập mà anh nhận được là kết quả. Nếu anh muốn tăng đầu ra, anh phải tăng đầu vào. Như Ao tin chia sẻ nhiều năm trước, luật nhân quả là một quy luật nền tảng trong mọi khía cạnh cuộc sống con người, mọi bộ môn khoa học, công nghệ, Toán học và tiền bạc. 19, 1921-1989, là tác giả và phát thanh viên người Mỹ. Hệ quả thứ năm của quy luật trao đổi phát biểu rằng, để tăng thù lao nhận về, anh phải tăng giá trị sức lao động mà anh đặt vào trong quá trình tạo ra sản phẩm. Đây là một nhận định đáng ngạc nhiên với rất nhiều người, khi họ nghĩ rằng họ có thể nhận về nhiều hơn mà không phải bỏ thêm công sức họ còn cho rằng nghĩ như thế là rất bình thường. Anh có thể hỏi, nếu vậy số tiền nhiều hơn đó sẽ đến từ đâu? Và họ đáp, từ đâu đó? Nếu anh gây sức ép để họ nói cụ thể hơn, họ sẽ bảo, thôi được, tiền sẽ đến từ những người khác đang tạo ra nhiều giá trị hơn, những người nhờ thế mà kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi họ sẽ trả cho tôi dù theo quan điểm của thị trường, tôi tạo ra ít giá trị hơn để tôi không cảm thấy bức trức loại thái độ chủ quan này rằng tôi được quyền nhận nhiều tiền hơn cực kỳ vô lý nhưng lại là lý do dẫn đến bạo loạn đình công và những vấn nạn khác chúng ta có thể tuyên bố để kiếm thêm nhiều hơn anh phải tạo ra nhiều giá trị hơn xét trong lĩnh vực kinh doanh bí quyết để trở nên giàu có mà chúng ta sẽ thảo luận ở phần sau là tạo thêm giá trị thỉnh thoảng Tôi hỏi mọi người rằng bao nhiêu người trong số họ làm việc và hưởng thu nhập dựa trên doanh thu. Tôi hỏi 1.000 người, và khoảng 10% hoặc 15% số họ đã dơ tay. Sự thực là, mọi người đều làm việc và nhận thù lao dựa trên doanh thu. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là, mọi người đều nhận được mức phần trăm nhất định của giá trị mà họ tạo ra. Nếu anh không hài lòng với tỷ lệ phần trăm mình nhận được, hãy tạo ra nhiều giá trị hơn, trở nên đáng giá hơn để sếp hoặc khách hàng sẵn sàng trả cho anh nhiều hơn bởi họ đánh giá rất cao sự đóng góp của anh. Nhiều người chỉ kiếm được 10 đô la một giờ, nhưng nhiều người khác kiếm được 1.000 đô la một giờ. Tôi có một anh bạn đã nâng cấp kỹ năng từ một luật sư thương mại để trở thành luật sư chuyên về bản quyền trí tuệ, một lĩnh vực mà thời bấy giờ không có ai chuyên nghiệp. Đó là cả một thị trường rộng mở. Các tập đoàn khổng lồ như Sony hay Disney và nhiều công ty hàng đầu thế giới đã rất sẵn lòng trả cho anh ấy khoản thù lao 1.000 đô la một giờ để giúp họ trong các vấn đề về luật sở hữu trí tuệ, vì những khoản chi liên quan trị giá hàng trăm triệu đô la. Còn anh ấy lại là một chuyên gia. Anh ấy đã làm cho bản thân trở nên đáng giá đến mức họ chấp nhận trả cho anh bất cứ mức thù lao nào mà anh muốn. Anh ấy thường được trả 2 triệu đô hoặc 3 triệu đô la để kiểm nghiệm hợp đồng hay liên doanh giữa các công ty có tài sản sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như các công ty phim ảnh. Để kiếm được nhiều tiền hơn, anh phải gia tăng thêm giá trị, vì thế, anh phải tăng cường vốn hiểu biết của mình. Với tư cách chuyên gia quản lý, Peter Drucker chia sẻ rằng, tất cả chúng ta đều là lao động tri thức, vì vậy bằng cách gia tăng vốn hiểu biết để giúp cho công việc kinh doanh trở nên tốt hơn anh sẽ gia tăng giá trị của chính mình, rồi mọi người sẽ sẵn sàng và hâm hở đẩy tiền vào túi anh. Hoặc anh hãy phát triển trình độ kỹ năng của mình, qua đó, anh có thể hoàn thành công việc nhiều hơn và tốt hơn trong cùng một khoảng thời gian. Hoặc anh cải thiện thói quen làm việc để đạt hiệu suất cao hơn nhiều. Những người được trả lương cao nhất trong mọi xã hội cũng như trong mọi công việc kinh doanh, luôn được miêu tả là những người làm việc có định hướng theo kết quả họ là những người có năng suất làm việc rất cao. Tôi đã làm việc với nhiều người và chỉ dạy cho họ các kỹ năng quản lý thời gian và họ đã tăng gấp 3 mức thu nhập trong chưa đầy một năm với cùng một công việc, cho cùng một công ty. Công ty sẵn sàng trả cho họ nhiều hơn bởi vì họ tạo ra nhiều giá trị hơn. Mọi người đều làm việc và hưởng mức thu nhập tương xứng dựa trên khoản hoa hồng nhận trực tiếp. Hoặc anh có thể làm việc lâu hơn và vất vả hơn. Những người thành công nhất luôn làm việc vất vả hơn nhiều người khác. Trên thực tế, số liệu thống kê cho thấy 59, 60 giờ làm việc mỗi tuần sẽ đưa anh vào nhóm 20% người có thu nhập cao nhất. Nếu anh làm việc 70 giờ mỗi tuần, anh sẽ vào nhóm 5% hoặc 10% người có thu nhập cao nhất. Ngày nay, người lao động bình thường làm việc 40 giờ một tuần, nhưng theo các nghiên cứu về thực trạng lao động, họ thực sự chỉ làm việc 32 giờ. Tại sao vậy? Vì họ còn thời gian để giải lao uống cà phê và ăn trưa, xả hơi sớm hơn và kết thúc muộn hơn. Trong 32 tiếng đồng hồ đó, họ lãng phí 50% thời gian vào tán chuyện, Facebook, phương tiện truyền thông xã hội, internet, gọi điện thoại cho bạn bè, v.v. Vì vậy, mọi người thường chỉ thực sự làm việc 16 giờ mỗi tuần và chỉ tạo ra mức giá trị thấp. Thế mà họ không hiểu tại sao họ không được trả lương cao hơn một bí quyết dẫn tới thành công là làm việc toàn bộ thời gian làm việc bắt đầu làm việc sớm hơn chăm chỉ hơn về trễ hơn và làm việc toàn bộ thời gian đừng sao nhãn đừng tán gẫu với bạn bè đừng ra ngoài ăn trưa uống cà phê đọc báo hoặc lướt internet khi đi làm hãy làm việc hãy bắt đầu làm việc với sự tập trung cao độ anh có thể làm việc sáng tạo hơn, hoặc bất cứ điều gì giúp anh gia tăng hiệu suất và đạt được kết quả tốt hơn. Một số người tạo ra năng suất gấp 5 lần người khác trong cùng khoảng thời gian 8 giờ một ngày. Thêm nữa, tất cả những người giàu có đều làm việc 6 ngày một tuần. Điều này được hé lộ trong rất nhiều công trình nghiên cứu. Không khó để làm việc 6 ngày một tuần. Nếu đang làm công việc mình yêu thích, làm rất tốt và nhận được kết quả tuyệt vời, khi ấy anh sẽ có động lực và nó khiến anh hạnh phúc. Trên thực tế, nhiều người thành công buộc phải dùng đến tinh thần kỷ luật tự giác để ngừng làm việc, bởi họ quá yêu thích công việc của mình. Một trong những trách nhiệm lớn lao của anh, mà chúng ta sẽ nói đến về sau, là tìm công việc mà anh thực sự đam mê, mang lại động lực và khiến anh phải ép bản thân mới tạm nghỉ được. Với những người đang làm công việc yêu thích, thời gian như dừng lại họ quên ăn quên uống họ quên nghỉ ngơi họ quên đi uống cà phê họ say mê với công việc đến mức họ phải ép bản thân tạm nghỉ để ăn uống và làm những việc khác người được trả lương cao nhất trong xã hội chúng ta là người liên tục cải thiện những mặt này để gia tăng giá trị cho công việc mà họ đang thực hiện sự thật là số tiền anh kiếm được phản ánh trực tiếp lượng giá trị mà anh tạo ra nhằm giúp cải thiện cuộc sống và công việc của người khác tất cả thành công trong cuộc sống đều đến từ việc phục vụ người khác theo một cách nào đó nếu anh muốn kiếm được nhiều tiền hãy phục vụ nhiều người và phục vụ theo cách thực sự tạo ra sự khác biệt với họ giang hãy thảo luận chi tiết hơn hãy thảo luận những cản trở đối với mọi người trong quan điểm của anh về gia tăng giá trị anh thường thấy người đòi mức lương cao hơn nói rằng hãy xem giám đốc điều hành cấp cao đi họ có dù vàng khi rời đi ngay cả khi công ty thua lỗ. Hãy nhìn thị trường chứng khoán mà xem, nơi đó có những người lợi dụng thị trường như sòng bạc. Họ tung xúc sắc và kiếm lời khi thị trường chứng khoán dao động. Dù vàng, golden Parachute được dùng để chỉ thỏa thuận về việc bội thường cho các giám đốc một khoản tiền khi kết thúc hợp đồng, kèm theo điều khoản lợi nhuận khác nếu sa thải họ sớm hơn so với hợp đồng. Nhiều người có thể nói rằng, có nhiều khúc mắc trong nền kinh tế, vì thế, việc gia tăng thu nhập không chỉ là vấn đề về trao đổi giá trị. Hãy thảo luận về một vài ý kiến phản đối gay gắt hơn về ý tưởng gia tăng giá trị. Anh sẽ phản ứng như thế nào trước những ý kiến đó? Berrien, hãy để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nổi tiếng về thứ được gọi là tín ngưỡng hàng hóa. Chuyện kể rằng, trong thế chiến thứ nhì, tại đảo New Guinea, quân đồng minh tiến vào, xây dựng nhiều sân bay và thiết lập căn cứ quân sự để chống lại quân Nhật Bản một số trận đánh ác liệt nhất đã diễn ra trên một nửa đảo New Guinea và một nửa còn lại thuộc quyền kiểm soát của người Úc và người Mỹ. Tất cả đạn dược, vũ khí, thực phẩm và mọi thứ khác của họ đều được vận chuyển đến bằng máy bay. Tín ngưỡng hàng hóa, các gô cung cho rằng thần linh sẽ tự nhiên mang hàng hóa đến cho mọi người. Các đội công binh lục quân cũng đến, bốc dở xe ủi đất, xây đường băng, và tiếp đến họ bắt đầu vận chuyển tất cả thực phẩm, trang phục, mọi thứ cho trận đánh. Khi chiến tranh kết thúc, họ rút quân, và đảo New Guinea trở lại là một nơi hỗn độn. Dân bản xứ xung quanh những khu chiến sự từng bị sử dụng như nhân công trong thế chiến thứ nhì, đều không biết của cải đến từ đâu. Họ tin rằng của cải đến từ máy bay chở hàng. Họ bắt đầu tin vào tín ngưỡng hàng hóa. Họ tạo ra các con búp bê nhỏ nhắn và mô hình máy bay, rồi đặt trên bệ thờ nhỏ. Họ thắp hương, cầu nguyện, thờ phụng chúng và cất cao lời ca tiếng hát. Họ cầu nguyện cho những chiếc máy bay trở lại với của cải bên trong. Bài học từ câu chuyện trên là hầu hết mọi người đều không thực sự hiểu về tiền bạc, nên họ mới có loại ý nghĩ như thế. Họ tin vào những thứ vô cùng quái dị. Khi một người được mời sang làm việc ở một công ty trong danh sách Fortune 500, họ được đề nghị mức lương rất cao, quyền chọn mua cổ phiếu có giá trị cao và luật sư của họ đàm phán các hợp đồng này tôi biết điều này rất rõ từ kinh nghiệm của riêng tôi họ còn thương lượng cả khoản bồi thường khi thôi việc nếu có gì đó không diễn ra như mong đợi nếu công ty sau khi thuê anh dứt khoát không cần anh nữa vì bất kỳ lý do nào như thị trường đi xuống hay anh không hoàn thành tốt công việc của mình thì phía công ty sẽ trả cho anh một khoản tiền bồi thường số tiền bồi thường đó đã được thỏa thuận trước Họ bảo, "Ôi, những người này đều có dù vàng." "Vâng, đó là điều khoản để họ chấp nhận công việc, và họ nhận công việc đến từ nơi khác với nơi họ cũng đã có công việc tuyệt vời. Đây chỉ là một phần hết sức bình thường trong hợp đồng. Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, anh sẽ thấy rằng những người có thu nhập cao nhất đều rất chăm chỉ làm việc để có được khoản thu đó. Ví dụ, Warren Buffett, một tỷ phú dành 80% thời gian mỗi ngày nghiên cứu thị trường chứng khoán, nghiên cứu các công ty, nghiên cứu những biến đổi và thay đổi để cạnh tranh 80% thời gian mỗi ngày. Ông ấy đã 84 tuổi. Ông ấy vẫn đi làm. Ông ấy tập trung cao độ và ông ấy nghiên cứu những cơ hội đầu tư tiềm năng. Warren Buffett khởi nghiệp chỉ với 2.000 đô la và ông đã ứng dụng một mô hình đầu tư giá trị. Khái niệm này chúng ta sẽ nói đến về sau. Ông nghiên cứu giá trị, giá trị nội tại của sản phẩm, dịch vụ, quản trị và định vị trong ngành so với đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước. Có rất nhiều thứ cần phải nghiên cứu tỉ mỉ. Trong khi đó, những người chỉ vui chơi trên thị trường chứng khoán thì hầu hết đều có kết cục là bị vỡ nợ, cũng giống như các tay chơi bài poker chuyên nghiệp đến Las Vegas để kiếm thật nhiều tiền. Họ nhận thấy rằng họ sẽ kiếm được nhiều tiền như khi lao động, vì với số tiền thắng được hay thua mất họ sẽ kiếm được vài đô la mỗi giờ bằng cách ngồi chơi bài poker trong 12, 14 giờ. Tôi chỉ vừa rời khỏi Las Vegas hai ngày trước và tất cả mọi người ở đó đều biết chuyện này. Trong thị trường chứng khoán, có người mua bán cổ phiếu hàng ngày, có người mua bán cổ phiếu chấp nhoán, những người thường xuyên gia nhập và rút lui khỏi thị trường 70% số họ đều không thể tồn tại lâu dài. Tôi vừa trở về từ buổi gặp gỡ một trong những khách hàng của tôi. Anh giới thiệu tôi với một người đàn ông đã chi hàng trăm triệu đô la để thành lập một công ty giao dịch chớp nhoáng quy mô 50 thành viên. Tôi thấy ở đó có những màn hình khổng lồ, các nhà toán học xuất sắc liên tục mua vào bán ra các cổ phiếu, tích cấp từng xu lẻ trong mọi giao dịch. Ông ấy đầu tư vào đó hàng trăm triệu đô la, rồi mất sạch. Cuối ngày hôm ấy, tất cả những người đang làm việc toàn thời gian 16 giờ một ngày mất tất cả và phải ra đi. Nhưng may mắn thay, Ông ấy là tỷ phú, nên đủ khả năng chịu được việc mất vài trăm triệu đô tiền đầu cơ. Sự thực là, hầu hết những người thực sự tạo nên lợi nhuận trong đầu tư cổ phiếu đều là các tay chơi dài hạn. Warren Buffett mua cổ phiếu nhưng không bán suốt 50 năm. Ông ấy là nhà đầu tư giá trị. Có lúc ông sẽ bán một phần cổ phiếu đang nắm giữ nhằm thu tiền mặt để mua một số thứ khác có mức lợi suất tốt hơn tại thời điểm đó. Ngày nay, Chủ tịch của các công ty thuộc Fosun 500 có mức thu nhập trung bình gấp 303 lần lương trung bình của nhân viên trong chính công ty của họ. Thú vị là tất cả họ đều có xuất phát điểm bình thường, như vận động viên chạy marathon trong khoảng thời gian khởi nghiệp. Khi khởi nghiệp, họ giống như nhiều người khác. Họ bắt đầu làm việc. Họ tập trung cao độ trong không gian làm việc riêng của mình. Một số có trình độ học vấn cao, một số có trình độ học vấn trung bình, một số đạt thành tích thi cử xuất sắc, một số thì không, một số xuất thân từ gia đình khá giả, một số đến từ gia đình nghèo khó, một số thuộc dòng giỏi mây phao. Một số là dân mới nhập cư không nói được ngôn ngữ bản địa khi bắt đầu sự nghiệp. Ngày nay, họ kiếm được số tiền gấp 303 lần mức lương của người làm thuê bình thường, tức là khoảng 10,3 triệu đô la mỗi năm, trong khi đó người bình thường tại công ty họ chỉ làm ra 52.000 đô la và ông ta nói nếu anh thực sự giỏi tiếp thị phân tích báo cáo tài chính thuyết trình xây dựng đội nhóm hoặc đàm phán anh sẽ thực sự trở nên đáng giá hơn nhiều trong công việc của mình họ nghiêm túc coi đó là một đề án và sắp xếp một kế hoạch học tập giống như việc cấp sách đến trường họ tìm những cuốn sách hay nhất để đọc chương trình phát thanh tốt nhất để nghe đặc biệt là của chúng tôi khóa học chất lượng nhất để tham gia và những điều tốt nhất để làm mỗi ngày nhằm phát triển các kỹ năng này. Sau một tháng, sáu tháng hoặc một năm, họ sẽ phát triển thành công các kỹ năng này, vì tất cả các kỹ năng kinh doanh đều có thể học hỏi được. Con số ma thuật ở đây là 10 giờ một tuần. Trong khi bạn bè đi xã giao, theo đuổi các chàng trai cô gái và đủ thứ, những người này dành trung bình 2 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, để nâng cấp các kỹ năng. Nó trở thành một điều rất đổi tự nhiên với họ giống như việc hít vào thở ra vậy. Họ trở về nhà vào buổi tối, ăn tối với bạn đời và con cái, rồi học 2 giờ mỗi đêm, 5 ngày mỗi tuần. Tôi từng đến Ấn Độ trong một lần diễn thuyết. Tôi có hỏi, tôi chưa quen múi giờ ở đất nước các bạn, nhưng một tuần ở Ấn Độ thường có bao nhiêu giờ? Tất cả đều cười. Tôi nói, à vâng, 168 giờ, 7 lần 24 giờ ở đâu cũng như nhau. Anh có thể sử dụng hiệu quả thời gian 10 giờ mỗi tuần để trở thành một trong những người giàu có nhất và hưởng mức thu nhập cao nhất trong lĩnh vực của anh hay không? Họ trả lời, "Vâng, tất nhiên là có." Vì vậy, vấn đề thực sự không phải 10 giờ trong 168 giờ, mà là vấn đề về ý chí và tính kỷ luật. Mỗi kỹ năng mới đều tuân theo quy luật cộng hưởng. Với mỗi kỹ năng mới anh có thể vận dụng các kỹ năng khác sẵn có ở mức độ cao hơn. Anh có thể tăng khả năng kiếm tiền và khả năng đóng góp. Anh có thể có giá trị hơn vì anh có thể tạo ra kết quả tốt hơn. Anh trở nên ngày càng đáng giá hơn và mọi người sẽ trả cho anh nhiều hơn và thăng cấp cho anh nhanh hơn. Hiệu ứng tích lũy sẽ xảy ra như hiện tượng tuyết lở vậy. Sau 10, 20 hay 30 năm, khi anh đang ở độ tuổi 40 hay 50 anh kiếm được thu nhập gấp 303 lần mức trung bình của người khác những người không bắt tay học hỏi từ khi khởi đầu với công việc đầu tiên. Vì sao chủ tịch tại các công ty Fortune 500 được trả rất nhiều tiền? Có người nói, họ chỉ gặp may thôi. Nhưng những người này lại đưa ra các quyết định gây ảnh hưởng đến hàng trăm triệu đô la, đôi khi là hàng tỷ đô la. Chẳng hạn như, họ có thể quyết định tham gia hoặc rời bỏ một ngành công nghiệp, bán một hay một loạt nhà máy và tác động của quyết định này lên lợi nhuận ròng có thể là 1 tỷ đô la. Và họ nhận được gì? Họ nhận được 10 triệu đô la. Họ nhận được một phần nhỏ trong một phần trăm của toàn bộ hiệu quả kinh tế đến từ các quyết định của họ. Nhưng thời bắt đầu, họ làm việc một mình, với một nhiệm vụ nhỏ được giao trong một không gian hẹp riêng tư, cùng với chiếc máy tính sách tay nhỏ bé. Và bây giờ họ điều hành các doanh nghiệp khổng lồ, văn phòng của họ nằm ở trên tầng cao nhất thuộc tòa nhà văn phòng sang trọng nhất mọi người đều có khả năng làm điều đó và những điều tương tự như vậy giang burian ơi anh có thể kể cho tôi câu chuyện về cuộc hành trình của chính anh từ xuất phát điểm với mức thu nhập khiêm tốn rồi trở thành người giàu có vĩ đại không burian nhiều người thường hỏi tôi rằng động lực tuyệt vời ước mơ hoặc đam mê của tôi là gì khi mới bắt đầu sự nghiệp Câu trả lời của tôi là để ăn. Điều tôi muốn làm khi bắt đầu công việc đầu tiên là kiếm đủ tiền để ăn. Công việc đầu tiên của tôi là rửa chén đĩa. Tôi sống trong căn hộ chỉ có một phòng, trong đó bếp nấu ở trên cùng, tủ lạnh bên dưới, phòng tắm với vòi hoa sen rẻ tiền và một chiếc giường ngủ. Đó là nơi tôi sống. Và tôi thường sống trong những góc như vậy tại nhiều nơi khác nhau suốt một thời gian dài vì tôi chỉ là người lao động chân tay và không đủ tiền trang trải cho nơi ở tốt hơn. Tôi lái chiếc xe hơi đời cũ. Tôi mặc những bộ quần áo cũ sờn. Tôi làm việc 8, 12 tiếng một ngày và tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là sinh tồn. Tôi đã có một vài trải nghiệm đáng giá. Khi còn là cậu thanh niên trẻ, tôi thấy mình có thể nhận làm một số việc trong khu phố khi ở độ tuổi 12 như cắt cỏ cho người khác. Ba mẹ tôi Cuối cùng, đã động viên tôi mua một chiếc máy cắt cỏ chạy bằng xăng. Tôi quyết định mua. Họ chở tôi tới xe và chọn phải chiếc máy cắt cỏ tệ khủng khiếp bởi vì họ không biết gì về nó. Tôi đã đẩy máy cắt cỏ quanh khu phố và bắt đầu công việc của mình. Chẳng bao lâu sau, tôi đã rất thành thạo công việc này nên quyết định mua chiếc máy cắt cỏ tốt hơn. Tôi bắt đầu dạo quanh các cửa hàng máy cắt cỏ. Tôi nhìn máy cắt cỏ ở đó, trông vẫn còn mới dù đã qua sử dụng, nhưng vẫn rất tuyệt vời. Nó chính là loại máy cắt cỏ được sử dụng để xén cỏ sân gôn. Bề ngoài đẹp, và nó có thể dùng lực thổi đám cỏ bay về phía trước, vì vậy không để lại vết lằn nào trên bãi cỏ. Sau đó, tôi bắt đầu xén được nhiều cỏ hơn. Mọi người bắt đầu giới thiệu cho tôi những mối làm ăn khác, bởi vì bãi cỏ của họ trông vô cùng đẹp mắt sau khi tôi xén. Một thời gian sau, Tôi sắm thêm máy tỉa cây để dọn vỉa hè và luống hoa. Sau đó, tôi sắm một xe đẩy nhỏ để kéo chiếc máy này đi quanh khu. Khi lên 15, tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn cả cha tôi, chỉ bằng cách kéo chiếc xe đẩy nhỏ gọn của mình đi xung quanh và xén cỏ, tôi còn từng cắt cỏ cho thị trưởng thành phố. Tôi nhận thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa công việc, kỹ năng với thu nhập của anh. Trước đó, khi anh nhận ra có sự liên hệ giữa công việc anh làm với mức thu nhập của anh càng làm tốt công việc bao nhiêu anh càng thành công bấy nhiêu một thời gian sau tôi trở lại và làm việc trong các nhà máy xưởng xây và công trình xây dựng và sau đó khi tôi không còn nhận được một công việc chân tay nào nữa tôi quay trở lại với việc bán hàng tôi đã từng bán các dịch vụ tận nhà bao gồm cả cắt xén cỏ tôi từng bán xà phòng Tôi từng bán dịch vụ đặt báo dài hạn. Tôi còn bán sách Giáng sinh. Bây giờ, tôi quay trở lại với công việc bán hàng và gõ cửa từng nhà một. Tôi được trả tiền hoa hồng trực tiếp trên mỗi sản phẩm mà tôi bán thành công. Chúng tôi thường đùa với nhau rằng anh chỉ có thể ăn những gì anh bán được. Nếu anh không bán được hàng, anh sẽ không có cái ăn. Đây chính là một trong những động lực to lớn tôi nhận ra rằng thu nhập của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng đạt được thành quả để người ta trả tiền cho tôi trong các buổi hội thảo chuyên đề mà tôi tổ chức trên khắp thế giới tôi hỏi mọi người rằng tài sản tài chính quý giá nhất của bạn là gì tôi để mọi người suy nghĩ một lúc bởi vì khi lần đầu tiên nghe câu hỏi này tôi cũng không biết trả lời thế nào sau đó tôi nhận ra rằng tài sản tài chính giá trị nhất của mình chính là khả năng kiếm tiền vậy khả năng kiếm tiền của anh là gì đó là khả năng đạt được những kết quả mà mọi người sẽ phải trả tiền cho anh vì nó từ quan trọng nhất đối với sự thành công trong cuộc sống và trong kinh doanh là kết quả anh có thể nói kết quả nghe thật thực dụng nhưng từ này còn bao hàm kết quả đối với gia đình anh nó là kết quả nuôi dưỡng con cái và làm cho chúng trở nên hạnh phúc khỏe mạnh tự tin hơn là kết quả xây dựng một cuộc hôn nhân tốt đẹp là kết quả giúp đỡ những người xung quanh. Những người đạt kết quả là những người được kính trọng và ngưỡng mộ nhất trong mọi mặt của cuộc sống. Khả năng kiếm tiền của anh là một tài sản và tất cả các tài sản, ví dụ như máy móc, thiết bị hay tòa nhà tạo được lợi ích cho người sở hữu chúng đều có thể gia tăng hoặc sụt giảm giá trị. Nếu khả năng kiếm tiền là một tài sản đang gia tăng giá trị thì điều đó tương đương với việc anh đang ngày càng trở nên có giá trị hơn. Có một câu chuyện trên tạp chí Fashion kể về một phụ nữ làm việc cho họ suốt 46 năm. Bà cuối cùng đã quyết định về hưu ở độ tuổi 70. Bà là một trong những người được kính trọng nhất tại đó. Họ tổ chức buổi tiệc lớn để chia tay bà. Họ hỏi bà lý do tại sao bà lại có giá trị đến vậy đối với một công ty như tạp chí Fashion suốt ngần ấy năm tháng, bà trả lời bởi vì tôi quyết định sẽ không đi ngủ vào ban đêm nếu vẫn chưa thấy mình đã thông minh hơn so với khi thức dậy sáng đó. Mỗi ngày, tôi đều học được một điều mới giúp tôi làm việc tốt hơn. Bà đã từng phỏng vấn các CEO, chủ tịch các công ty Fortune 500 và những ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực tài chính trên thế giới. Bà có thể gọi cho Warren Buffett hoặc Bill Gates hoặc bất kỳ ai khác trong giới tài chính và họ sẽ nghe máy, bởi vì bà là người rất đáng kính trọng đó chính là khả năng kiếm tiền của bà. Anh hãy hỏi một người bình thường rằng, hôm nay, bạn đã làm gì để tăng giá trị bản thân, tăng tiềm năng đạt được kết quả, tăng khả năng tạo thêm nhiều giá trị hơn cho thế giới của bạn? Hầu hết mọi người đều bị sốc bởi câu hỏi này. Albert Einstein đã từng nói, cộng hưởng là nguồn sức mạnh lớn nhất vũ trụ. Cộng hưởng tức là mỗi khi anh làm gì đó để cải thiện kỹ năng của mình, nó sẽ cộng hưởng với các thông tin khác mà anh đã có và sớm hay muộn, tất cả những mảnh ghép thông tin này bắt đầu hợp lại với nhau. Hiện tượng này được gọi là quy luật trí tuệ tổng hợp. Và tất cả những mảnh ghép thông tin trí tuệ bắt đầu hợp nhất lại với nhau và hình thành nên một cách thức, một kế hoạch hay một khuôn mẫu, mà nhờ đó, anh có thể trông thấy cơ hội giúp anh tạo dựng sự thịnh vượng mà anh chưa từng thấy. Đôi khi nó chỉ là một mảnh thông tin bổ sung nhưng lại có thể biến đổi mọi thứ, khiến tất cả những mảnh thông tin mà anh đã thu thập được trước đây kết hợp lại với nhau. Đột nhiên, chúng va chạm vào nhau và đột nhiên, anh sẽ nảy ra ý tưởng về một sản phẩm hay dịch vụ mới đột phá. Hãy nhìn Steve Jobs và Apple, ông đưa ra ý tưởng về chiếc iPod. Tất cả các loại công nghệ trong iPod đều đã có từ lâu và được nhiều công ty khác kinh doanh, ngoại trừ khả năng truy cập nhạc những gì ông làm là tạo ra mô hình kinh doanh mới. Ngày nay, có tổng cộng 55 mô hình kinh doanh khác nhau. Nếu mô hình kinh doanh không tốt, công ty của anh sẽ rơi vào tình trạng thụ động, mất phương hướng và có nguy cơ phá sản. Mô hình kinh doanh đang thay đổi chóng mặt, đến mức ít nhất 80% các công ty, trong đó có công ty trong danh sách Fortune 500, đã phải tuyên bố phá sản hoặc vẫn sử dụng một phần hoặc toàn bộ mô hình kinh doanh lỗi thời mô hình kinh doanh mới là tổng hòa tất cả các yếu tố khác nhau trong cùng một mô hình mới và đột nhiên thay đổi mọi thứ google là một ví dụ hoàn hảo họ đã đưa ra ý tưởng cho hoạt động tìm kiếm họ đã liên kết hàng trăm và sau đó là hàng ngàn máy tính lại với nhau rồi đưa ra ý tưởng cho hoạt động tìm kiếm miễn phí để cộng đồng có thể tra cứu thông tin khi mọi người lên mạng họ có thể mua sắm sản phẩm hay dịch vụ còn google có thể theo dõi bằng thuật toán, những thứ mà mọi người quan tâm đồng thời hiển thị hình ảnh quảng cáo có chọn lọc. Google đã trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới với mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Mô hình kinh doanh mà Google áp dụng, về cơ bản, là mô hình kinh doanh tự do. Họ đã cung cấp miễn phí các dịch vụ tốt nhất thế giới. Khả năng kiếm tiền của anh là tài sản quan trọng nhất và giá trị của nó đang tăng lên hoặc giảm đi. Huấn luyện viên bóng rổ Pat Riley từng nói, hoặc anh tốt lên, hoặc anh tệ đi. Không ai là không thay đổi. Mỗi kỹ năng mới mà anh phát triển đều đưa anh lên nấc thang cao hơn về khả năng kiếm tiền. Mỗi kỹ năng mới đồng nghĩa với việc anh đáng giá hơn. Mỗi lần học được kỹ năng mới, anh bước lên một bậc và khả năng kiếm tiền của anh tăng lên. Nếu anh tiếp tục bước lên nấc cao hơn, khả năng kiếm tiền của anh sẽ phát triển hãy quan sát những người có thu nhập cao nhất trong xã hội hiện nay họ là những người liên tục rèn luyện từng kỹ năng ngày qua ngày tuần qua tuần tháng qua tháng họ không ngừng học kỹ năng mới họ ngày càng trở nên có giá trị hơn kết quả là người ta sẵn sàng đổ tiền vào túi họ và chi trả cho họ hàng triệu đô la trên danh nghĩa tiền thưởng để đảm nhiệm công việc cấp cao và thanh toán hàng triệu đô trợ cấp thôi việc nếu họ rời đi vì bất cứ nguyên nhân nào đây chính là lý do tại sao họ kiếm được rất nhiều tiền. Câu hỏi anh phải tự đặt ra là, hôm nay tôi đã làm gì để tăng khả năng kiếm tiền của mình, tăng chất lượng và số lượng kết quả nhằm tạo ra lợi ích cho người sẵn sàng trả cho tôi vì mức tăng đó. Nếu anh tập trung cao độ vào việc tạo ra kết quả, sự khác biệt mà nó mang lại cho cuộc sống của anh sẽ rất phi thường. Giang, Brian ơi, hãy cho chúng tôi biết định nghĩa về tiền của riêng anh. Hãy nói về việc tại sao chuyển đổi từ tiền giấy sang tiền điện tử lại giúp chúng ta nhận ra rằng tiền chỉ là phương tiện trao đổi giá trị, không phải đồ vật hay tài sản sở hữu. Hãy thảo luận xem làm thế nào mà điều đó lại thay đổi quan niệm của một người về tiền bạc và họ sẵn lòng chi tiêu số tiền đó đến mức nào. Có người nói, tiền là năng lượng hay sự phản chiếu chính động lực cuộc sống của anh. Anh đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này và tại sao? Berrien một thách thức rất lớn đối với tiền kỹ thuật số, tiền trong thẻ tín dụng, tiền gửi ngân hàng, v.v. là mọi người không thực sự xử lý hóa đơn. Họ không nhận thức được thực tế mình đã chi tiêu bao nhiêu. Tất nhiên, các sản phẩm thẻ tín dụng được quan tâm nhiều vì nó cho phép anh mua chịu. Nhiều công ty phát động các phong trào khuyến khích mọi người không nghĩ đến việc họ chi tiêu bao nhiêu. Thật đáng ngạc nhiên khi quá nhiều người rơi vào tình trạng phá sản vỡ nợ mỗi năm do hậu quả của các khoản nợ trong thẻ tín dụng. Nguyên do chính dẫn tới việc ly dị của các cặp vợ chồng Mỹ, đặc biệt ở các cặp đôi trẻ trong độ tuổi 20, 30 là vấn đề về tiền bạc. Một trong hai vợ chồng quyết định chi tiêu. Họ nói rằng, "Ôi, chỉ là thẻ tín dụng thôi mà." Họ đặt hàng trực tuyến, một hành động khủng khiếp khác, bởi vì anh hoàn toàn xa rời thực tế. Anh nhấp chuột, đặt hàng món hàng sẽ tới cửa nhà anh rồi vài tuần sau hóa đơn xuất hiện ai mua cái này thế chuyện gì đây ôi mình suy nghĩ thật không cẩn thận chính mình mua mà trong dịch vụ gom nợ khi nhiều người chìm vào vòng xoáy nợ nần Việc đầu tiên mà người cố vấn dịch vụ gom nợ làm là giúp họ vô hiệu hóa thẻ tín dụng hoặc gom tất cả các khoản nợ riêng lẻ vào một thẻ và quy định hạn mức để họ không thể chi tiêu vượt quá giới hạn cho phép trong một tháng nhất định. Tiếp theo, người cố vấn yêu cầu họ thanh toán mọi thứ bằng tiền mặt. Thú vị nhất là, khi anh bắt đầu rút tiền ra khỏi túi, đó chính là khoản tiền anh đã kiếm. Được. Chúng là lương theo giờ của anh. Và đột nhiên anh hiểu rất rõ mình đang chi bao nhiêu và ngừng hẳn hành động rút tiền mặt ra khỏi túi khiến anh suy nghĩ sâu sắc và cẩn thận hơn trước các khoản chi tiêu đây là thách thức rất lớn mà mọi người phải đối mặt ngày nay tiền và thời gian có thể hoán đổi cho nhau theo cách này chúng có thể được chi tiêu hoặc đem đi đầu tư nếu anh chi tiêu tiền hoặc thời gian nó sẽ biến mất mãi mãi và anh không bao giờ có thể lấy lại được nếu anh đầu tư nó vào một việc có thể mang lại phần thưởng trong tương lai, thì anh có thể hưởng lợi từ nó trong dài hạn. Tôi luôn nói rằng, nơi tốt nhất để đầu tư thời gian và tiền bạc là nơi giúp gia tăng khả năng kiếm tiền. Warren Buffett là nhà đầu tư thành công nhất lịch sử. Ông bắt đầu sự nghiệp chỉ với 2.000 đô la. Ngày nay, các công ty của ông có tổng trị giá 350 tỷ đô la. Đặc biệt, Công ty Berkshire Hathaway của ông được coi là công ty lớn thứ ba, thứ tư tại Hoa Kỳ. Năm vừa qua, ông kiếm được 25 tỷ đô la từ chính các công ty của mình. Gần đây, Warren Buffett nhận được câu hỏi, Buffett, ông là nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử. Theo ông, đâu là nơi tốt nhất để đầu tư hôm nay? Ông đáp, không hề do dự, rằng nơi tốt nhất để đầu tư vào hôm nay chính là bản thân bạn để trở nên có giá trị hơn. Tại New York, các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 1.000 người giàu có nhất rằng, nếu anh có 100.000 đô la tích lũy, thì đâu là nơi tốt nhất để anh đầu tư số tiền này? Tất cả đều đồng thuận rằng hãy đầu tư số tiền này để trở nên giỏi giang hơn ở công việc đã đem nó về cho anh. Nếu anh đầu tư số tiền đó vào thị trường chứng khoán, bất động sản hoặc bất cứ đâu, khoản đầu tư của anh có thể tăng hoặc giảm. Nó sẽ chịu sự kiểm soát của hàng trăm yếu tố. Nó sẽ chịu ảnh hưởng của cung và cầu trên thị trường, những nhận định của chuyên gia đầu tư tài chính, tình hình cạnh tranh, v.v. Nhưng nếu đầu tư vào chính mình, anh sẽ sở hữu 100% khoản đầu tư này mãi mãi. Anh sẽ được hoàn vốn 100%. Đồng thời, anh hoàn toàn có thể kiểm soát và chỉ đạo phân bổ nguồn lực thời gian và tiền bạc để học tập những kỹ năng liên quan mật thiết đến việc gia tăng các kết quả quan trọng nhất của anh. Nếu anh làm được điều này, đây sẽ là khoản đầu tư tốt nhất trong tất cả các khoản đầu tư của anh. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại điều này, khoản đầu tư tốt nhất chính là những thứ giúp anh gia tăng khả năng kiếm tiền và ngày càng trở nên đáng giá hơn. Giang, có một sự hiểu lầm lớn về việc tại sao nhiều ngành nghề khác nhau lại chỉ nhận được mức thu nhập nhất định, dù là ngành nghề đó đóng vai trò quan trọng trong xã hội chúng ta. Ví dụ, nhân viên xã hội nói chung những người làm trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi và giáo viên được trả mức lương tương đối thấp so với nhân viên ngân hàng mãn đầu tư, luật sư hay nhà vận động hành lang. Vậy tại sao người làm việc ở những vị trí như vậy, được xã hội ngưỡng mộ hơn, lại nhận được mức lương thấp hơn so với những người làm ngành ít được sùng bái hơn? Berrien, một trong những quy luật kinh tế vĩ đại về lao động là quy luật cung và cầu. Nếu một thứ thiếu hụt nguồn cung, nhưng nguồn cầu lớn thì giá của nó sẽ tăng lên và ngược lại. Nhiều năm trước, Ao đã tổng kết rằng, anh sẽ luôn nhận được mức thu nhập tỷ lệ thuận với những gì anh làm, anh làm tốt đến mức nào, và việc tìm người thay thế anh khó khăn hay dễ dàng đến đâu. Nếu là ngôi sao thể thao, anh có thể đàm phán để có được một hợp đồng trị giá 100 triệu đô la, vì không có ai như anh. Họ sẽ trả cho anh 100 triệu đô la bởi anh có thể đạt được mục tiêu, anh có thể ném bóng vào rổ thành công hãy nhìn michael jordan người đàn ông hàng tỷ đô la nếu nhìn sang những ngành nghề khác mặc dù họ đang làm công việc hữu ích cho xã hội nhưng họ có thể dễ dàng bị thay thế vì có hàng trăm ngàn hàng triệu người khác có thể làm được những việc đó đó là những công việc tay nghề thấp không đòi hỏi nhiều suy nghĩ và chất xám nó khiến mọi người trượt dốc và bi kịch lớn nhất khi trượt dốc là anh chỉ có thể đi theo một hướng nhiều người chấp nhận làm những việc vụn vặt không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt. Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ đòi tăng mức lương hiện tại lên 15 đô la một giờ. Cô ấy 34 tuổi và có 7 đứa con. Cô làm việc trong một quán thức ăn nhanh. Cô chỉ kiếm được 8 đô la một giờ và đang đòi ông chủ trả mình 15 đô la một giờ. Vâng cô ấy đã 34 tuổi và chưa bao giờ nâng cao trình độ kỹ năng để xứng đáng được nhận số tiền cao hơn nhưng vẫn đòi người khác phải trả thêm tiền cho cô ấy. Nhưng không ai sẵn sàng vì giá trị đóng góp của cô ấy quá thấp. Nếu giá trị đóng góp của anh cao, một ông chủ khác sẽ tự nguyện và lập tức trả thêm tiền cho anh. Trên thực tế, các nhà tuyển dụng thuê nhân viên giỏi bằng cách tìm kiếm nhân tài ở các công ty khác, rồi đề nghị trả lương cao hơn nếu người đó đến làm việc cho họ. Có đến 80% những cuộc trao đổi về công việc diễn ra như thế với mức lương hấp dẫn nhất. Nhiều người trả cho anh nhiều tiền hơn để đến và làm việc cho họ. Cách nhanh nhất để tăng lương là hãy làm thật sự tốt công việc của mình, đến mức mà ông chủ sẽ trả thêm cho anh để đảm bảo anh không bỏ đi nơi khác làm việc, nơi mà ông chủ khác sẽ trả cho anh nhiều hơn. Đó là cách mà cung và cầu hoạt động. Công ty của tôi có 22 nhân viên. Tôi luôn cho rằng, nếu anh muốn tăng lương cách duy nhất là anh phải làm việc tốt hơn tức là sẽ không bao giờ xảy ra tình huống ai đó đến nói với tôi rằng làm ơn tôi có thể được tăng lương không tôi đã ở đây hơn một năm và có nhiều kinh nghiệm hơn tôi có thể tăng lương chứ không tất cả mọi người sẽ được tăng lương khi giá trị của họ gia tăng họ không phải chờ đợi một năm nếu họ đang thực sự làm tốt công việc của mình và tạo nguồn thu lớn cho công ty Tôi sẽ trao cho họ nhiều tiền hơn, không chỉ bởi họ xứng đáng với nó, mà còn vì họ đã mất công sức để kiếm được nó. Số tiền tôi trả chỉ là một phần của giá trị gia tăng mà họ mang lại cho công ty tôi. Tôi không muốn họ bỏ đi nơi khác. Giang, anh hãy giải thích sự khác biệt giữa sự giàu có, tự do tài chính và thu nhập. Những khái niệm này có mối liên hệ với nhau như thế nào? Liệu một người có thể có thu nhập cao nhưng lại không mấy giàu có không? Có phải tất cả những ai độc lập tài chính thì đều giàu không? Berian, đó là một câu hỏi thú vị. Có một câu nói đùa rằng những người có thu nhập cao nhất chỉ cách nguy cơ trở thành người vô gia cư có 2 tháng thôi, theo định luật Parkinson. Định luật này phát biểu rằng chi phí sẽ tăng lên để tương ứng thu nhập. Tức là, dù anh kiếm được bao nhiêu chăng nữa, anh vẫn sẽ chi tiêu như trước hoặc hơn thế một người Mỹ bình thường sống dựa vào 110% thu nhập và phần còn lại là từ thẻ tín dụng, vay mượn hoặc từ người thân trong gia đình, v.v. Họ vẫn đang kéo dài danh sách chi tiêu. Cuối cùng, họ sẽ cạn kiệt tiền mặt. Ngày nay, một người Mỹ bình thường khi nghỉ hưu có giá trị tài sản ròng khoảng 41.000 đô la cộng với các khoản tiền hỗ trợ từ an sinh xã hội sau khoảng thời gian 40-50 năm sống và làm việc trong nền kinh tế giàu có nhất lịch sử loài người. Tại sao con số này thấp đến như vậy? Đó là bởi họ nghĩ thu nhập cao sẽ đem lại giàu có. Tuy nhiên, chỉ có một kiểu giàu có là có ý nghĩa thực sự. Tôi học được điều này từ một người nhập cư đến đây và anh ấy đã trở nên cực kỳ giàu có anh ấy nói nguồn thu nhập quan trọng duy nhất là tiền sinh ra từ tiền của anh đó là tiền nảy nở từ khoản đầu tư của anh anh ấy còn nói thu nhập không đem đến sự giàu có thu nhập chỉ hỗ trợ cuộc sống của anh thứ giàu có duy nhất là dòng tiền sinh ra từ các nguồn khác những người giàu có nhất mà tôi biết luôn nói về dòng tiền tới từ các nguồn khác đặc biệt khi họ phân tích một khoản đầu tư mà họ thường dành ra 6 tháng để phân tích một khoản đầu tư, thì câu hỏi được đặt ra là dòng tiền đến từ khoản đầu tư này có vượt trội đáng kể so với chi phí đầu tư và chi phí đồng tiền không? Lợi tức từ khoản đầu tư này có hơn hẳn lợi tức đến từ những cách thức đầu tư khác không? Anh sẽ nhận thấy, những người thông minh nhất trong chúng ta luôn luôn cẩn trọng trong đầu tư để đảm bảo rằng lợi nhuận sẽ trội hơn hẳn chi phí đầu tư. Giang, theo ý kiến của anh tiền nên đặt ở mức độ ưu tiên nào trong cuộc sống con người? Berrien, nếu anh hỏi các doanh nhân, bất kể người thành công hay đang gặp khó khăn, rằng tiền có ý nghĩa gì đối với họ, đáp án sẽ luôn là tự do. Tự do là động lực thúc đẩy mọi người cố gắng để đạt thành công tài chính. Tiền có nghĩa là tôi tự do. Tôi từng đùa rằng, tự do này tương đương với việc khi đến nhà hàng, anh có thể gọi bất cứ món nào mà không cần xem giá mọi người đều yêu tự do nó là một trong những thứ quan trọng nhất nếu không muốn nói là thứ quan trọng duy nhất trong tất cả các loại giá trị chẳng ai phàn nàn mình có quá nhiều tự do nhiều người còn nghĩ một số cá nhân khác quá tự do đến nỗi nên đặt thêm luật để hạn chế điều đó cụ thể là những người thành công nên bị đánh thuế bị kiểm soát và bị trừng phạt cũng có nhiều người nghĩ khác họ cảm thấy họ được quyền có tất cả tự do họ muốn Bác Barraza Angelip đặt câu hỏi thú vị thế này: đến lúc nào bạn mới biết mình có đủ tiền và bạn định làm gì sau đó? Tiền đại diện cho tự do. Vì vậy chúng ta sẽ xem xét cần bao nhiêu tiền ta mới thấy mình hoàn toàn tự do. Tôi thường nhắc người tham gia chương trình huấn luyện kinh doanh của tôi xác định con số cụ thể của họ. Con số của anh là gì? Anh cần đạt được mức tài sản và dòng tiền mặt hàng tháng, hàng năm bao nhiêu thì có thể dừng lại? Các triệu phú tự thân làm nên dành rất nhiều thời gian suy nghĩ đáp án cho câu hỏi, tôi cần bao nhiêu tiền để có thể trang trải lối sống mà tôi muốn, và khi có được rồi, tôi sẽ làm gì? Sau đó, họ tập trung vào nó, họ phải hy sinh rất nhiều trong ngắn hạn để tích lũy được lượng tài sản ròng đủ lớn đó, sản sinh nguồn thu nhập, để họ được tự do, gia đình họ được tự do, con cái họ được tự do. Họ không ngừng làm việc cho đến khi đạt điểm tới hạn. Tại đó, họ có thể tham gia nhiều hoạt động như từ thiện và cắt giảm những việc họ không mong muốn. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của cuộc đời, anh sẽ phải làm việc cực lực, phải đặt cả trái tim vào mục tiêu tự do tài chính và phải thực hiện nó khi có nhiều năng lượng nhất, nhiều khát khao nhất, nhiều tham vọng nhất và nhiều cơ hội nhất. Giang, ai đã chỉ dạy cho anh nhiều nhất về tiền bạc? Anh hãy mô tả ngắn gọn từng bài học cũng như bài học quan trọng nhất về tiền mà họ đã dạy cho anh. Berrien, tôi đã đọc nhiều cuốn sách, bài báo cũng như những bài phỏng vấn về hàng ngàn người thành công trong khoảng thời gian dài bao gồm triệu phú, tỷ phú, tỷ tỷ phú và nghiên cứu một số người được xem là giàu nhất trong lịch sử. Rất nhiều trong số họ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Người giàu nhất trong lịch sử, Jacob Fugger, vốn xuất thân là một nhân viên ngân hàng người Đức ông bắt đầu kinh doanh với số vốn ít ỏi. Với tư cách một doanh nhân tài ba, một người cho vay có con mắt rất tin tường, một người sử dụng đồng tiền hiệu quả, một người luôn cổ vũ nhiệt tình cho các hoạt động giao thương mạo hiểm, toàn bộ triết lý của ông là tiết kiệm, chú ý, thận trọng, chính xác, cứng rắn. Nghiêm khắc khi nói về vấn đề tiền bạc. Và rồi, ông ấy đã trở thành người giàu nhất châu Âu. Đại gia tộc Rothschild, từ một gia đình nhỏ, trở thành đại gia tộc ngân hàng giàu có nhất châu Âu thời bấy giờ, và sau này là một trong những gia đình giàu có nhất châu Mỹ. Tôi từng nghiên cứu những người thuộc dòng dõi Rothschild nhiều năm. Gia tộc Rothschild là một gia tộc người do Thái xuất thân từ phần phút, Đức. Họ đã tạo nên một đế chế tài chính ngân hàng tại châu Âu bắt đầu từ cuối thế kỷ 18. Anh có thể đọc toàn bộ một cuốn sách về John Rockefeller, và nắm được một quan điểm tối quan trọng của ông là tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm. Quan điểm này được thể hiện qua việc ông đã giảm giá hàng hóa, bao gồm dầu mỏ và khí đốt, cho người tiêu dùng. Nhiều người gọi ông là một nhà đại tư bản trộm cắp. Vâng, ông đúng là nhà đại tư bản trộm cắp. Ông ấy đã đá đối thủ cạnh tranh ra khỏi công việc kinh doanh. Ông ấy kiểm soát gần như toàn bộ thị trường dầu khí ở Bắc Mỹ. John Davison Rockefeller, 1839-1937, là một nhà công nghiệp Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ thời sơ khai. Ông được xem là một trong những người giàu nhất lịch sử theo ước tính của Forbes. Đó là những thông tin nhỏ mà anh có thể tìm thấy khi đọc cuốn sách nói về Rockefeller. Nếu anh muốn thành công trong kinh doanh, anh phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, thật nhanh chóng và đơn giản với mức giá thấp hơn đối thủ đồng thời phải liên tục phát huy điều đó. Đây là một trong những bài học tài chính hữu ích nhất. Giang, Berry ơi, quan niệm nào về tiền bạc là sai lầm nhất và làm thế nào để thay đổi quan niệm này? Berry, Đại học Harvard từng đưa ra kết luận rằng, phẩm chất quan trọng nhất của những người đạt được thành công tài chính là tầm nhìn dài hạn. Chúng ta hiện sống trong một nền kinh tế nơi con người thiếu đi tính kiên nhẫn, luôn muốn sự hài lòng tức thời chính điều này đã giết chết hy vọng và ước mơ của mọi người. tầm nhìn dài hạn có nghĩa là anh đưa ra các quyết định ngắn hạn để thu về những phần thưởng tuyệt vời trong dài hạn, tức là anh làm việc chăm chỉ, tiết kiệm và đầu tư tiền thật cẩn thận. anh tích lũy nhờ phép màu của lãi kép. ngày nay, 65% người trưởng thành tại Mỹ cho rằng cách duy nhất để độc lập tài chính khi nghỉ hưu là trúng sổ số. số hầu hết họ cho rằng thành công tài chính là trò chơi may rủi, và họ coi mắt giấc cơ bớt một tỷ phú ở độ tuổi 20 là điển hình cho điều đó. Họ không hiểu rằng giấc cơ bớt chỉ là một người trong hàng triệu người đã cố gắng thực hiện điều này. Với anh, hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và chúng liên kết với sự xuất hiện của Internet, sự ra đời của việc xử lý dữ liệu siêu tốc, sự bùng nổ phương tiện truyền thông xã hội. Mọi thứ đến với anh đúng lúc không nhiều người kiếm được hàng trăm triệu đô la thậm chí hàng tỷ đô la hầu hết mọi người kiếm tiền bằng cách làm việc chăm chỉ đóng góp giá trị tiết kiệm tiền đầu tư cẩn thận và tích lũy theo thời gian